Hello, xin chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến trong các bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc là cũng giống như là cái phiên tòa sáng ngày hôm nay là ngày 22 tháng 7. Tại sao mà Hồng Loan không có tới phiên tòa nha cô chú anh chị? Thì trên màn hình của cô chú anh chị thì đây là những cái đồ mà hồng loan vừa mới mua để mà trang trí à, lại trong cái to phòng của mình để mà sinh hoạt ở vì cái thông tin trước quý vị cũng đã biết rằng đó là những cái tủ lạnh nè máy lạnh nè à, thì cái cô mà trợ lý cho rằng là mình mua những cái điều đó mua những cái vật dụng đó và đã đem đi hết rồi nói chung là trong nhà bây giờ rất là thiếu thốn những cái vật dụng nói chung là đồ để mà sinh hoạt à, thì chị hồng loan cũng phải đành ha, sắm sửa lại những cái đồ mới thôi chứ bây giờ đâu có thể mà cự cãi với những cái vật dụng này mà họ đã đem đi rồi thì mình đâu có giành lại được đâu cô chú anh chị ha đó là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là sáng ngày hôm nay nhiều người người ta hỏi rằng là chị Hồng Loan tại sao không có đến cái phiên tòa sáng ngày hôm nay thì chị Hồng Loan cũng cho biết rằng là không có đến phiên tòa này vì không muốn hòa giải ha không muốn hòa giải nha cô chú anh chị còn phiên tòa sáng ngày hôm nay là cái phiên tòa hòa giải cũng giống như là thương lượng nếu mà hồng loan đồng ý cũng giống như là không muốn mà dính kiện tụng nữa thì hồng loan phải chịu đền bù cho mẹ con của cô sáu là một tỷ rưỡi nha cô chú anh chị ha thì một cái số tiền rất là kinh khủng đó thì hồng loan đã cương quyết là đã không thương lượng và quyết đi đến cùng với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng đó là chị hồng loan hiện tại đang đối đầu với những cái lá đơn kiện giống như là kiện là tranh giành tài sản À, rồi kiện về cái số tiền là 8 triệu với hai trăm đô, kiện về uh, cái việc mà mở cửa phòng của hồng phượng và kiện về cái việc mà cô kim tho nói uh, hồng loan đã xúc phạm mình ở trên mộ này kia và cái lá đơn thứ năm đó là lá đơn và của cô huỳnh hòa bình ha thì hồng loan bây giờ phải đối mặt với những cái lá đơn kiện đó cũng giống như là công việc hàng ngày vẫn phải làm nhưng mà phải lên tòa cũng giống như lên công an để mà gặp gỡ cũng giống như là rất là nhiều là để làm cho mọi việc nó sáng tỏ cũng giống như là thêm những lá đơn mà giấy mời của cơ quan chức năng ở quận phú nhận của chú anh chị ha đó thì sáng ngày hôm nay thì vậy đã cương quyết là không đến tòa để hòa giải và yêu cầu tòa án là phải xét xử cái vụ việc này rõ ràng à, ai thắng ai thua thật sự ra yeah, quý vị thấy rằng là, là em bảo đảm rằng là họ dù dù thế nào họ cũng biết rằng cái phiên tòa này họ sẽ không giành được nhiều thắng lợi à, mẹ con cô sáu sẽ không giành được nhiều thắng lợi nhưng mà họ vẫn cố chấp cố tình và họ muốn làm lớn cái câu chuyện này và họ muốn câu kéo cái thời gian này và họ muốn gửi nhiều cái lá đơn để mà kiện chị hồng lo về rất là nhiều cái để sao để gây cái sức ép gây cái sự mệt mỏi cho chị hồng lo thì từ đó thì sẽ chị hồng Loan phải bắt buộc phải ngồi thương lượng với cô sáu rồi thật sự như câu chuyện này là đúng ý đồ của họ rồi nếu mà không có chị ni và chị phương và một số những anh chị khác ủng hộ chị hồng lo thì em nghĩ rằng bây giờ là chị hồng Loan cũng Uh, ngồi xuống để mà thương lượng cũng giống như là bị mẹ con của cô sáu mà dẫn thớt đi rồi, đúng không? Dẫn dắt đi rồi. Đó. Thì uh, lý do mà sáng ngày hôm nay chị Hồng Loan không có mặt ở phiên tòa là như vậy nha cô chú anh chị ha. Đó, và uh, chắc chắn rằng là đây chúng ta sẽ làm một cái tin mà khiến cho mẹ con cô sáu không không được vui giống ngày hôm qua. À, tưởng rằng là ngày hôm qua mình nộp những cái bằng chứng và mình yêu cầu là Hồng Loan là phải nào là đi xét nghiệm ADN, rồi đi trích lục giấy khai sinh này kia. Và ngày hôm nay Hồng Long phải chấp nhận là ngồi xuống để mà thương lượng tại tòa nhưng mà chị đã cương quyết à, không vì vậy mà lại gục ngã mà cương quyết hơn là phải yêu cầu là làm sáng tỏ và sáng ngày hôm nay thì quý vị thấy này đây là những hình ảnh mà tiến vừa lấy được nha cô chú chị ha thì chúng ta thấy được đây đây đó thì sáng ngày hôm nay chị cũng làm cái khung cửa như thế này thì uh, trong nhà của chị Hồng Loan thì được biết rằng là đang sửa chữa một cái phòng thì có hai nguồn thông tin nha cô chú chị ha nguồn thông tin thứ nhất á là chị hồng loan làm một cái cánh cửa giống như là phòng của cô sáu á, phòng của cô hồng phượng á giờ là bị kiện tụng là không cho hồng loan vào à, nhiều người cũng đã nói rằng á nếu mà hồng phượng đã không muốn cho hồng loan vào như vậy thì bây giờ á, chị hồng loan là cái quyền chủ nhà và giấy tờ đã sang tên rõ ràng rồi thì bây giờ xây dựng một cái cửa để mà mẹ con cô sáu như sự như muốn vô để lấy đồ á à, muốn vô để lấy đồ á thì phải qua cửa đó, à, thì phải có sự đồng ý của hồng loan, cái đó là gọi là chơi chiêu ngược lại đó. Còn cái thông tin thứ hai đó là hồng loan đã dọn hết những cái đồ của cô sáu đi ra ngoài, à, thì bộ họ dọn một lần rồi, nó còn một số những cái đồ giống như là những vật dụng không quan trọng á, mà kêu lại lấy là không lấy cô chú anh chị. thì à, sau khi mà trình báo cơ quan chức năng cũng giống như là có luật sư này đến à, cũng giống như thừa phát lại để quay lại hết tất cả mọi thứ, thì hồng loan đã chính thức dọn cái phòng của cái cô Hồng Phượng này dọn hết đồ đạc để mà lấy cái phòng đó để làm cái nơi sinh hoạt trong gia đình tại vì quý vị biết rồi bây giờ hôm nay hai vợ chồng và năm đứa con cứ ở trong một cái phòng như vậy hoài thì nó rất là tù túng đúng không đó. nên bây giờ sau cái thời gian mà mình đã báo cáo cơ quan chức năng rồi thì người ta cũng đã hướng dẫn rồi nếu thời gian đó họ không đến lấy thì mình có quyền mình sử dụng tại vì đó là nhà của mình đó nên chị Hồng Loan cũng sắm sửa máy lạnh và máy giặt để mà trang trí trong cái ngôi nhà mình cho nó đàng hoàng để mà sinh hoạt trong cái thời gian sắp tới và một mặt là cũng phải lo cho sức khỏe của cô chú anh chị để mà đảm bảo có sức khỏe để mà mình tham gia cái vụ những cái vụ uh, việc mà kiện tụng đó cô chú anh chị ha. Đó. đây là cái thông tin mà tại sao sáng ngày hôm nay uh, chị Hồng Loan không để tò nha, không phải bị sợ mà đây là sức cái sự cương quyết là không muốn nhăn nhượng nữa, tại vì nhăn nhượng đã quá rồi cô chú anh chị ha. Đó. bây giờ là không thể nào nhăn nhượng nữa. Đó. Đó là thông tin đầu tiên mà tiếng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cái thông tin thứ hai thì trước khi vào thì em cũng muốn cho cô chú anh chị coi lại vì không hầu như là à, thấy hồng loan đăng cái tấm hình lấy hình nền là ôm chú vũ linh nè thì hồng phượng cũng lấy hình ôm chú vũ linh rồi hồng loan là đăng hình là con nhớ ba với những cái ai cần là cô chú mặt buồn nè à, hồng phượng là cũng như vậy à, vì con nhớ cậu năm Tại vì thấy đi à, nếu mà thật sự cái người nhớ thương thật sự thì đâu có cần mà phải bắt chước người khác cái này là cái khỉ đúng không phải chi là cô hồng phượng đăng trước hồng loan đăng sau á thì nó không nói gì còn này là hồng loan đăng trước rồi hồng phượng lại đăng theo và tất cả như là những cái dòng status của của hồng loan vừa đăng là hồng phượng sẽ đăng là chúng ta thấy là đây là cái sự mà ganh ghét cũng giống như là một cái sự mà đố kỵ và một cái điều không hay đây là đem cái người đã khuất ra để mà mình đố kỵ cũng giống như là mình ghẹo người khác thật sự chẳng vui tí nào hết mà nó lại là bất kính nữa đúng không từ cái câu chuyện này người ta có thể nhìn thấy được cái một cái sự yêu mến thật hay không thật nè con người ta yêu mến thật là người ta đăng status ta đâu bắt trước ai còn cái người nè ta muốn khịa thậm chí là mình thì mình nói thương cậu năm mà mình lại lựa đúng cái tấm hình rồi lựa đúng cái ai cần của hồng loan để đăng lên thì quý vị nghĩ cái tình thương này có thật hay không hay là cái sự này giống như là đó, cô đăng hình được tôi cũng đăng nè đó, tôi cũng thương nhớ để cho mọi người xem nè nhưng mà vô tình như vậy thì đã cho nhiều người ta thấy được đây là cái sự ganh ghét thì đây không phải là tình thương mà đây là một sự đố kỵ mà đem cái người đã khuất lên để mà đố kỵ như vậy thì nó sẽ không được hay thì mọi người đang mong rằng là cô hồng phượng này dù có như thế nào đi chăng nữa cũng đừng có đem cố nghệ sĩ ra làm những cái việc như vậy thì nó sẽ không nên à, cô chú nhị ha đó rồi vào một cái thông tin mà của một anh giết mà gửi về cho hồng phượng thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị để chúng ta xem anh này nói về Hồng Phượng và mẹ của Hồng Phượng giống như là cô Sáu và Thím Bảy, chú Bảy là như thế nào? Coi có đúng hay không nha? Thì đây là chị chia sẻ thôi chứ không có mang tính chất là xúc phạm hay gì hết nha cô chú anh chị. Gửi Hồng Phượng, anh và tất cả mọi người đều có thể hình dung được chủ quay này và người đã viết tốt này là ai? Tất cả các vấn đề xảy ra do đến hiện tại theo em nghĩ Hồng Loan có thể dừng lại không khi các người đối xử với Hồng Loan như thế? Sự việc đi đến bước đường này thì theo em nghĩ em có nên dừng lại không hay em vẫn cao cắt ca, cái gì căng căng cao ngạo với mọi người. Sao em không hỏi lại chính bản thân mình mà lại đi hỏi Hồng Loan. Ngoài việc đòi lại quyền làm con và quyền chủ nhà thì Hồng Loan đã mổ xẻ việc gì trên mạng xã hội mà em kêu gào. Chỉ có em à, chỉ có em tất cả mọi việc đều do em hay do Hồng Loan thì em nên xem lại việc mình đã làm. Ruột thịt, khát máu, tanh lòng, tu hú, các cụm từ này em ám chỉ đến ai? Ngày ba Hồng Loan mắt, em ngồi trước báo chí, youtuber, facebooker và có cả Hồng Loan ngồi đó. Mà em nhẫn tâm tuyên bố Hồng Loan là con nuôi. Ai? Ai cho em cái quyền tuyên bố đó Hồng Loan là con nuôi? Ai? Ai khẳng định với em Hồng Loan là con nuôi? Là em là em và mẹ em và những người đang ủng hộ cho cái sự sai trái của em khẳng định cái điều đó. Em nghĩ như vậy có hợp lý lắm không em? Em nói sao? Muốn xem là con ruột thì phải cư xử như một đứa con ruột. Hồng Loan là con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan chỉ có một người duy nhất. Ừ, một người duy nhất vừa là ba vừa là mẹ là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì em kêu Hồng Loan đối xử với ai như một người con ruột? và em ơi em phải biết một điều cái từ tu hú em không có quyền và em càng không có tư cách để gán ghép cho hồng loan vì em đâu phải ba hay mẹ của hồng loan à, cả bà sáu à, mẹ em và chú và ông bảy cũng chẳng có quyền gọi hồng loan như thế chứ đừng nói là một đứa con nít ranh như em à, về các vấn đề về con nuôi hay con ruột thì bản chất của em không quan trọng mà nó trở nên quá quan trọng đối với em là do lòng tham ở nơi em. Em lấy gì để chứng minh Hồng Loan là con nuôi hay con ruột? Nếu là em thì em lấy gì chứng minh em là con ruột hay con nuôi của ba mẹ em? Giấy khai sinh là giấy tờ duy nhất chứng minh nguồn gốc của một con người. Trong đợt làm căn cứ công dân vừa qua thì loại giấy tờ được trích lục nhiều nhất chính là giấy khai sinh. Trong giấy khai sinh sẽ có đầy đủ nội dung để chứng minh được cái mà em đang thắc mắc. Giấy khai sinh đối với mọi người thì nó chỉ là một giấy tờ chứng minh nhân dân cơ bản trước khi chúng ta đủ tuổi để làm chứng minh nhân dân hay căn cước công dân sau này còn đối với em thì nó phức tạp hóa trở thành giấy thừa kế này em tôi để cho cô chú vị gia đọc nè đối với tài sản của chú để lại thì em nói hồng loan không hợp pháp phải ruột uh, thịt ruột uh, thịt thưởng thừa kế anh đồng ý với quan điểm ruột thịt vậy em có là ruột thịt như em nghĩ chưa em họ lê là cháu họ ngoại thì ruột thịt ở chỗ nào mẹ em họ võ ok anh happy vấn đề đó nhưng mẹ em lấy gì chứng minh mẹ em là em ruột của cô nghệ sĩ vũ linh mẹ em lấy gì để dẫn chứng cho cái sự ruột thịt mà em đang diễn tả cả ông bảy nữa cũng lấy chứng uh, cũng lấy vật chứng gì chứng minh hay là qua lời nói lời nói không đủ giá trị pháp lý đâu em hồng loan có giấy khai sinh do ông võ văn ngoan tức là cố nghệ sĩ vũ linh lập khai sinh cho con gái và đồng thời điểm đồng thời có cái tên Phổ văn ngoan được ghi vào hàng họ là tên tức là cái gì đây anh đọc được ghi vào hàng họ và tên cha vậy đủ chứng minh hơn lời nói của mẹ con em chưa hơn rất nhiều em nhé về phần em và mẹ em đưa đơn kiện hồng loan ra tòa là việc mà hầu như cả nước đều cảm thấy nực cười ai đời cháu họ ngoại đi kiện tụng để tranh giành tài sản của chủ nhà trong khi cháu họ nội thì ủng hộ con gái chủ nhà thừa kế. Em và mẹ em không thấy được cái sự hoang đường hay là do khối tài sản trăm tỷ kia quá lớn. Riêng phần mẹ em thì nói lời xin lỗi không đủ cái uy tín để cố nghệ sĩ Vũ Linh cho hưởng thừa kế đâu em. Lý do thì em cũng biết rồi, đó là nhà từ đường. Anh chỉ nói đến ba chữ đó là em hình dung được sự việc. Nếu ở cương vị của em thì em chẳng ruột thịt gì với cố nghệ sĩ cả. Em chỉ mang được cái hư danh là cháu mà em đang lầm tưởng về quyền lực của nó. Nếu tính theo vai vế thì cả em và mẹ em đều ngoại tộc. Chứ cũng không phải là ruột rà cho lắm đâu em. À, nói rất là hay nha. Em nên tìm hiểu lại luật thừa kế rồi hãy lên mạng xã hội kêu gào để tránh bị thiên hạ cười chơi là em khiếu hiểu biết. Theo luật thừa kế thì con ruột, con nuôi được thừa hưởng phần bằng với con ruột do do nên đó hồng loan chỉ cần giấy khai sinh để hưởng luật thừa kế chứ chẳng cần thiết phải theo diện con nuôi hay theo diện con ruột như em đang diễn à, cái nghiệp hát của em là do chính lòng tham và cái tính sân si của em đánh mất em đừng đổ lỗi cho khán giả hay kêu gào là thiên hạ quá ác với em em gieo nhân nào thì gặp quả gieo nghiệp ác mình gây ra thì hậu quả mình phải chịu đừng đừng dừng đừng dùng cái sai này để che lấp cái sai khác nó sẽ trở thành vùng lầy không thể bùn đắp được lại được đừng đừng vì lòng sân si mà bán rẻ đi đạo đức con người biết là đã muộn nhưng nếu em thấy được cái mà em sai và em sửa đổi thì đâu nó cũng sẽ là một bài học cho mầm mống tương lai sau này đừng để thêm một thế hệ sau em lại giống thăng vào bùn lầy như mẹ em để để rồi người đời chê trách khổ thân con mình nguồn xuân nguyện thì đây là một cái bài viết rất là hay nói về cái việc mà sai trái của mẹ con cô sáu cô chú anh chị ha chúng ta thấy được là uh, rất là đúng những cái mà họ đang lầm tưởng ở đây á là những điều mà cộng đồng và xã hội người ta đang chỉ trích đó. thì đây có một cái bài viết mà mênh mông tình cha mà được viết rất là lâu trên được đăng trên một bài báo À, thành phố Hồ Chí Minh nói về tình cha mà trong đây có nghệ sĩ Bù Linh nè cũng đang cái thể hiện được cái tình cảm cha con của cô nghệ sĩ thì quý vị thấy đi không phải là một bài báo mà em đã chia sẻ mà rất là nhiều những bài báo đã từng lên tiếng về tình cảm cha con của cố nghệ sĩ và Hồng Loan đúng không cô chú anh chị đó với cái tiêu đề như này ba thương em lắm em thương ba nhiều lắm Hồng Loan đây em xin đọc cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem nha cùng nghe nha thì em kéo kéo qua đây cho cô chú anh chị dễ thấy đây tôi yêu những người cha à, nghệ sĩ ưu tú vũ linh lặng lẽ mà chàng chề tình thương hy sinh cho con đó là một thương gia thành đạt trong sự nghiệp mà luôn gặp bất hạnh trong hôn nhân vợ tình và hiếu nhưng bằng một tình yêu thương con vô bờ bến đặng hiếu nhân đã cố gắng gượng dậy và tiếp tục ra sức xây dựng gia đình để mưu cầu cho các con một tương lai hứa hẹn. Và rồi, rồi cuối cùng, ông cũng đã ra đi trong nỗi nhớ thương da diết, nỗi đau mắt con dày vò, không cần ngôn ngữ, ồn ào, không cần những lời kể thống thiết. Nhưng vai diễn đã thật sự trở thành một dấu ấn khó phai và làm sao có thể không kể đến những cảm giác ấm áp lan tỏa của anh khi là ông già mù lò đợi con suốt 13 năm trời đèn khuya người cha điên loạn vì nỗi đau mất con con trai hay một Nguyễn Địa Lô giàu lòng yêu nước nặng tình thương con bức ngôn đồ đại việt xem anh diễn tôi vô cùng thắc mắc trước người nghệ sĩ chưa có gia đình mà lại thể hiện tình cha mênh mông đến thế và nó còn đặc biệt hơn tất cả những tất cả là trong tình thương của anh có cái giá gì đó là sự dịu dàng hiền hậu của tình mẫu tử tôi nhớ trong một clip tình cờ tôi được gặp và quen với con gái anh, à, à, con gái anh là chứng tỏ là những cái người mà trước đây họ đã từng gặp cố nghệ sĩ đã từng nói chuyện thì cố nghệ sĩ luôn khẳng định đây là con gái của tôi, Nào, trong những lần nói chuyện với cô tôi đã vui miệng hỏi về anh, cô hồn nhiên nói thật nhiều về cha mình, bà thương em lắm và ba chưa bao giờ la hay đánh em cả, em thương ba em nhiều lắm, càng nghe nhiều càng biết nhiều về anh tôi càng kính trọng và yêu anh hơn ngày sinh nhật 10 cái gì ngày sinh nhật anh 10 tháng 12 tôi tôi, tôi thương chúc anh luôn vui vẻ thật nhiều sức khỏe và có thêm nhiều dấu ấn son tiệc vời cho sân khấu cải lương cũng như anh sớm tìm lại một cho mình một nửa còn lại đó thì đây là một bài viết của hứa Ngọc Loan như không chú chị ha qua bài viết này thì chúng ta thấy rằng tình cảm cha con của cô nghệ sĩ và Hồng Loan rất là sâu đậm nó thể hiện tất cả những gì mà À, mà mọi người thấy được đúng không? Ừ. Từ cái việc mà chăm lo cho cố nghệ sĩ từ những ngày bệnh trong bệnh viện mà bị họ xuyên tạc thành một cái kẻ là giống như là không thương ba mình rồi để ba mình trong những cái phòng mà giống như là nghèo này kia, thật sự đó là những cái thông tin xuyên tạc để mà họ xong, họ đang từng bước từng bước để mà trà đạp cũng giống như là từng bước để mà vùi dập hồng loan, họ đưa hồng loan vào cái thế giống như là một cái người con bất hiếu một người con ăn chơi một người con không thương ba mình và đây là một đứa con nuôi để hỏi sao để dần dần họ thâu tóm em nói thật sự chứ bây giờ họ có lên mạng họ nói một ngàn lần một dạng lần họ làm tất cả mọi thứ thì tài sản cũng giả thuộc về hồng loan có được điều tất nhiên rồi tại vì giấy tờ mọi thứ là ok nhưng mà tại sao họ phải làm như vậy họ phải nhờ cô nhà báo để họ dập dạ, đứa cháu của chứ cháu của mình đúng không không mình không đủ mình không đủ nói chuyện sao mình phải nhờ với người khác trong khi hồng loan ai? nhiều người nói hồng loan là mua người này mướn người kia trời ơi em nói thật sự chứ hồng loan quý vị không nhìn cách ăn mặc của chị hồng loan đi cũng đâu gọi là giàu có đâu mà con của một người người nghệ sĩ đó đâu có giàu có đâu bây giờ mang trong mình là số tài sản trăm tỷ nhưng mà số tài sản đó đâu có bán được à, giống như là cái nhà để làm nhà thờ tổ à, cái thứ hai là biển đất đang bị thu hoạch quy hoạch thì gọi là trong tay giống như là có à, nói chung là có cái bề ngoài nhưng bên trong chẳng có gì cũng phải mà phải tự vận động vẫn phải đi làm để mà kiếm sống vẫn phải buôn bán hàng online nếu mà sự giàu sẽ thì Hồng loan càng nhiều mà phải bán hàng online đúng không không phải là bán hàng online không giàu nhưng mà rất là cực rất là mệt và đối với một cái người mà không phải là cái người truyền thông như hồng loan nữa phải tính từng đồng từng cách thay vì à, à, cái cô mà phương lê cho 500 triệu thôi tôi lấy 500 triệu đi sống có lòng tự ái và không muốn không muốn mắc nợ thà mình làm ra cái số tiền tự mình làm ra mấy anh chị có giúp tôi thì mua giùm tôi những cái món hàng chứ không phải là à, kêu gọi à, cô chú anh chị ấy, ủng hộ ba em thì hãy à, ủng hộ em rồi mua những cái vật dụng này kia rồi mua này cái kia cho em giống như những cái người mà họ đã từng kêu gọi mang danh chú lên mạng xã hội để bán từng cái viên thuốc từ cái bánh thì quý vị nghĩ như thế nào trong khi con của người ta thấy không sao người ta chăm ba từ những ngày đầu bệnh và bây giờ thấy không Hồng lo là người mà mất ba mất mẹ còn họ mẹ, đi chiếc xe thôi đã có trăm mấy triệu rồi đi chiếc xe trăm mấy triệu rồi ở những ngôi nhà có tài sản mà lại là người vô gia cư đó rồi nó nghĩ về mặt không những bộ đồ của những người này mặc thì vị thôi bằng hồng loan mặc mấy bộ không phải là gì không có tiền nhưng mà hồng loan một người rất là giản dị tính cách của cô vậy không nếu mà thật sự đối với một cái người khác đúng không đối với một cái người khác mà khi bị trong cái tình cảnh này á người ta sẽ lên trên mạng để người ta nói hết tất cả những điều về cái gia đình cũng giống như những người đang đối xử với hồng loan nhưng mà không nói chỉ chọn cách im lặng im lặng và nhờ pháp luật giải quyết thôi chứ không có tranh cãi vì biết rằng tranh cãi là sẽ bước vào cái uh, giống như là cái sự sắp đặt của người khác từ những cái người thân trong gia đình quý vị thấy từ những cái người mà mình gọi là bác cậu và chú này kia là những người mà đến rồi xong là muốn dẫn dắt mình khi dẫn dắt không được thì quay sang lại mà xuyên tạc vu khống mình thì quý vị thấy rồi cảm giác nó như thế nào à, uh, chỉ vì tiền đồng tiền nó che mờ con mắt của một con người đó thì đây cũng là một số những cái nội dung mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị thấy hay thì hãy nhấn like subscribe và chia sẻ giúp em nha em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo